Rồi xin chào tất cả anh em Hôm nay lên sóng dâu lưu anh em Một củ dúi rất là lùng lực nha anh em Và wow, nô bút Củ dúi đánh bầu nha anh em nha Rồi đau quanh góc cho anh em xem Cây chi chốt cực kỳ nhỏ nha anh em Nu bú nè Anh em nu hết cục nào cũng nấy nè Anh em xem nè Còn lên không Bú nè Quanh tầm 26 lên hết nè Hoành góc ngang cái trưởng đây là 126 nha anh em góc 126 Phố này à, lùng lực bonsai nha anh em Rất là lùng lực anh em ơi Rất đẹp Chiều cao từ mặt bầu lên là chỉ có 1m8 thôi nha anh em Và cái bầu nó cao khoảng tầm 70 nữa Là tổng thể là 2 m rưỡi, Cây cực kỳ nu bú nha anh em Đây là những cái chi chốt của nó là nó khi tạo thành một cái khi nè Lên liền đỉnh nè Liền đỉnh hết nha anh em Liền đỉnh nè nu nè Anh em thấy nu cục nụ nấy chờ bé cho bé anh em ạ, à. Này thấy không Đấy. rất là đẹp nha anh em, củ dứa cực kỳ nâu bú nha anh em ạ, củ bông, Cụ này nằm ở chỗ đất trơn nên bầu đánh nó còn hơi mất méo chút xíu nha anh em nha, nói chung là bữa nay là còn những cái cây là nằm những cái dòng đất là rất là khó làm nha anh em, và nằm những cái dòng đất khó thì nó mới còn những cái cây đẹp là anh em ạ cái nhánh này là trụ rẫy cắt rất là lâu rồi nha anh em cái nhánh này là trụ rẫy cắt rất là lâu rồi chứ không phải là mới cắt nha đấy, phụ vú cực kỳ nụ búa và đục lên cục nào cũng lấy cho bé cho bé nha anh em anh thấy không u sùng lên luôn rồi anh em ơi rất là đẹp bú luôn mặt này là mặt thân đấy này nè anh em rất là hay ra anh em nặng u ra cao tư mặt bầu lên là một m tám nha anh em còn hành ở dưới gốc là 126 trăm hai nãy chỗ ông anh đo rất chi là đẹp anh em nào yêu mến thì liên hệ nha anh em rồi em kết thúc video chào tất cả anh em